kênh này thì rất khó để tìm. Xin chào mừng các bạn. Xin chào. Bởi đây là con kênh. Trăm cảnh sát đã được mật phục ở khu này các bạn. Mà mình vào khu này rất sợ, không may bị lạc đạn này các bạn. Nhưng vì muốn đưa thông tin nóng hổi, nhanh nhất, trung thực nhất, nhiều khi cũng phải liều mạng các bạn ơi. Gần như toàn bộ khung cảnh các cảnh sát của chúng ta đã vây bắt Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ.